Tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 120 trên 148 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có khoảng 52 trên 120 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Sáng nay, hơn 13.000 thí sinh ở Quảng Ngãi chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 với môn thi đầu tiên môn ngữ văn. Từ ngày 1 tháng 8 tới, nếu khách hàng rút tiết kiệm sớm vẫn được hưởng lãi suất cao. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay, thứ Tư ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Với mục tiêu tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện tốt chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 120 trên 148 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có khoảng 52 trên 120 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí. Tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã, huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Toàn tỉnh có 7 trên 13 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó có một huyện được công nhận là huyện nông thôn mới nâng cao, chiếm 20% trong tổng số huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Có 138 trên 229 thôn thuộc các xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo các tiêu chí nông thôn mới do Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định. Quảng Ngãi đang bước vào thời điểm nắng nóng, tình hình cháy nổ xảy ra tại các khu dân cư, nhất là tại các nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh có nhiều diễn biến phức tạp. Công an huyện Sơn Tịnh tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở mọi người dân đề cao cảnh giác, chấp hành tốt các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn cho gia đình và cộng đồng. Chợ mới xã Tịnh Hà hiện có 60 kiosk với 170 tiểu thương, là chợ có số lượng tiểu thương tập trung buôn bán đông, trong đó có nhiều mặt hàng dễ cháy như vải vóc, quần áo, tạp hóa. Ban quản lý chợ và các tiểu thương nơi đây luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy. Ngoài việc được trang bị 43 bình chữa cháy tại ban quản lý và các kiosk, chợ còn có hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động. Song song đó, ban quản lý chợ cũng tăng cường công tác tuyên truyền trên loa phát thanh, nhắc nhở các hộ không thắp nhang, nấu nướng để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy. Bọn tôi buôn bán ở đây thì những cái vật, ví dụ như là quần áo thì những cái vật đó là cũng dễ cháy. Nhưng mà ban quản lý thì cũng phần những cái thiết bị, ví dụ như là bình chữa cháy, rồi nói chung là tất cả thì ban quản lý cũng hướng dẫn cho mình những cái sự cố khi xảy ra. Thì mình cũng chấp hành theo cái luật của phòng cháy chữa cháy và ban quản lý đưa ra thì mình cũng chấp hành theo. Thứ nhất là để bảo vệ tài sản của mình, thứ hai nữa là để bảo vệ chung cho cộng đồng của xã hội. Các hộ dân ở khu dân cư cũng chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy tại gia đình như không chứa củi gần nơi đun nấu, thường xuyên vệ sinh, đốt rác xung quanh nhà, kiểm tra hệ thống điện để kịp thời thay thế nếu phát hiện bong tróc. Là chủ cơ sở kinh doanh, gia đình trang bị nhiều thiết bị tiêu thụ điện lớn, bà Đỗ Thị Tuyết Ti ở thôn Thọ Lộc Bắc, xã Tịnh Hà rất quan tâm đến hệ thống dây dẫn truyền tải điện của gia đình. Gia đình thường xuyên kiểm tra dây dẫn điện để thay thế, không sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn cùng lúc. Là thời gian qua là cô đã xem tivi, thứ nhất là cô thấy nhiều cái chỗ cháy là nguy hiểm lắm rồi. Thứ nhất, thứ hai nữa là bên công an họ cũng có tới là nói cái chuyện mà phòng cháy chữa cháy là cô đã trang bị nè. Thứ nhất là thay dây điện đồ hết nè, thứ hai là mua bình cháy chữa cháy cô đã đẹp sẵn. Thứ ba là những cái đường đi thoát hiểm đồ đó, thoát cái vụ mà cháy mà thoát rồi đó là cô đã chuẩn bị. Toàn huyện Sơn Tịnh có hơn 26.373 nhà ở hộ gia đình và khoảng 410 nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hộ gia đình nhà ở khu dân cư, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an huyện Sơn Tịnh đã tổ chức gần 200 lượt tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông, tuyên truyền lưu động bằng loa phát thanh gắn trên phương tiện giao thông,
hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng báo cháy 114, tiến hành phát 4.380 tờ rơi, tổ chức cho 316 nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, tiến hành kiểm tra 49 nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, trường học, cơ quan, đơn vị. Qua đó kịp thời phát hiện kiến nghị và hướng dẫn các hộ có nhà ở kết hợp kinh doanh khắc phục các thiếu sót tồn tại trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Công an huyện Sơn Tịnh sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ tại các cơ sở quản lý và bên cạnh đó là cũng tăng cường kiểm tra các cơ sở mà thuộc diện nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Thông qua các công tác kiểm tra sẽ kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở và xử lý các vi phạm của các cơ sở. Đồng thời là tổ chức hướng dẫn cho đội phòng cháy cháy của cơ sở kiến thức, kỹ năng cũng như cách thức sử dụng các bình chữa cháy sách tay để khi có cháy xảy ra thì giảm đến thiệt hại thấp nhất do cháy. Cùng với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, lực lượng chức năng trong việc đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở và kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy. Mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh hãy nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của chính gia đình và xã hội. Sáng nay, hơn 13.000 thí sinh ở Quảng Ngãi chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 với môn thi đầu tiên môn ngữ văn. Công tác đảm bảo an ninh trật tự được siết chặt tại các điểm thi. Toàn tỉnh có 34 điểm thi với 588 phòng thi. Hơn 2.000 cán bộ giáo viên lực lượng an ninh được huy động làm công tác thi. Kết thúc bài thi môn ngữ văn theo các thí sinh để khá sát với nội dung ôn tập. Đây thi năm nay thì rất là hay, rất là ý nghĩa. Ra về mùa xuân nha nhánh và viết năng bác, em làm rất là được. Và còn nghị luận xã hội thì ra vì ý nghĩa của một lời chỉ dẫn đúng đắn. So sánh thì hơi bất ngờ nhưng mà đề vẫn dễ trong tầm tay của em thì làm được. Dạ, thì em cũng thấy là môn văn thì được nhưng mà chiều môn toán thì em vẫn chưa biết nữa. Chiều nay thí sinh sẽ làm bài thi môn toán, thời gian làm bài là 120 phút. Theo thông tư 04 vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm nay, nếu khách hàng rút trước hạn một phần tiền gửi có kỳ hạn thì chỉ phần rút trước hạn này chịu lãi suất không kỳ hạn, thường không quá 0,1%. Phần tiền gửi còn lại được ngân hàng giữ nguyên mức lãi suất đang áp dụng. Hiện khách hàng không được rút một phần tiền gửi mà phải rút toàn bộ số tiền tiết kiệm và chịu lãi suất tối đa bằng lãi không kỳ hạn. Còn với người gửi tiền rút trước hạn toàn bộ sổ tiết kiệm thì phải chịu mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn rất thấp hay gần như mất trắng tiền lãi như trước đây. Theo Hiệp hội các nhà quản trị tài chính Việt Nam VAFE, có 385 trên tổng số 736 doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn HOST và HNX đạt chuẩn công bố thông tin trên thị trường, chiếm hơn 52%. Xét theo lĩnh vực thì ngân hàng là ngành có hoạt động công bố thông tin tốt nhất trên thị trường chứng khoán năm 2022, với 13 trên 19 doanh nghiệp đạt chuẩn công bố thông tin, tiếp theo là ngành bán lẻ và chứng khoán. Ngoài ra, tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin có chuyển biến rất tích cực qua 12 kỳ khảo sát thường niên, tăng từ mức 3% trong năm 2011 lên mức trên 50% như hiện nay. Bên cạnh đó, số lượng doanh nghiệp bị nhắc nhở xử phạt vi phạm công bố thông tin tăng đột biến từ 88 doanh nghiệp lên 183 doanh nghiệp. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC chỉ đạo nhà cung cấp dịch vụ và các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai lắp đặt vận hành hệ thống thu phí ETC tại các tuyến cao tốc, hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 tới đây. Trường hợp chậm tiến độ, Bộ Giao thông Vận tải sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, bao gồm cả việc tạm dừng thu phí. Hiện còn 48 làn ETC thuộc các trạm do Bộ Giao thông Vận tải quản lý, không tính 12 làn thuộc tuyến cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình và 52 làn ETC thuộc các trạm do địa phương quản lý cần phải lắp đặt. Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, đến nay đã có 86.000 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước được Quốc hội thống nhất để tập trung phát triển đột phá hệ thống đường cao tốc ở các tỉnh miền Tây. Nếu bố trí vốn được và làm đúng kế hoạch, cuối nhiệm kỳ có thể tăng lên 400 km đường cao tốc, cộng với 120 km đang triển khai, có thể đạt 400 đến 500 km.
Bộ trưởng Giao thông Vận tải đang nghiên cứu báo cáo Chính phủ, Quốc hội chủ trương xây dựng tuyến đường sắt kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Cần Thơ. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đánh giá giao thông ở đồng bằng sông Cửu Long là điểm nghẽn rất lớn và trong nhiều nhiệm kỳ qua. Trung ương đã rất tập trung, nhưng hệ thống giao thông nơi đây vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Do đó, mấy năm gần đây, cơ quan này tập trung điều chỉnh quy hoạch giao thông, trong đó Bộ luôn xác định giao thông vận tải đóng góp gì cho các tỉnh miền Tây, nhất là thu hút các nhà đầu tư đến khu vực này để phát triển. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cảnh báo nhiều tổ chức cá nhân thông tin sai sự thật để lừa đảo người lao động mong muốn tìm việc nhẹ lương cao tại Campuchia. Thời gian gần đây, nhiều tổ chức cá nhân không có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đưa các thông tin sai sự thật để tiếp cận người lao động mong muốn đi nước ngoài làm việc, kể cả lập các trang web, nhóm trên Zalo. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước khuyến cáo người lao động cần chủ động tìm hiểu thông tin, quy định, yêu cầu công việc tại nước ngoài, tránh tin tưởng vào thông tin trên mạng xã hội. Người lao động khi gặp các vấn đề cần trợ giúp, có thể phản ánh qua hotline của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước theo số máy 024-3824-9517. Xin kết thúc bản tin trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.